Thưa quý vị, chiều hôm nay 24 tháng 8, Ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức bế giảng khóa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành, cấp huyện và tương đương thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Tham dự lễ bế giảng công Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2. Trong thời gian 5 ngày, 163 học viên tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, cấp huyện và tương đương thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý được nghiên cứu 9 chuyên đề, tập trung vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, những kiến thức mới về khoa học lãnh đạo, quản lý, xây dựng phong cách lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên nền tảng kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các yếu tố tác động đến hoạt động lãnh đạo, quản lý. Kết thúc khóa học, 100% học viên được Học viện Chính trị khu vực 2 cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.